tại vị trí của tiểu khu Polynesia, 100% các căn shop house đều được ưu ái sở hữu vị trí một bước chạm cát, hai bước chạm biển, cùng với quảng trường biển rộng lớn với diện tích lên đến 2.600 m², tạo nên không gian vui chơi, thể thao bãi biển phóng khoáng, trong lành. Tiểu khu Polynesia nằm tách biệt và sở hữu những tiện ích thiên nhiên đắt giá nhất, từ bãi tắm riêng với khu vực thể thao và trò chơi trên biển, đến khu vực lặn ngắm san hô vạn san đảo, nơi lưu trú của 122 loài san hô và 81 loài sinh vật biển quý giá. Nơi đây sẽ trở thành ốc đảo thiên đường của những du khách trẻ đam mê trải nghiệm và các môn thể thao sôi động